Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn một chiếc xe rất là hot hiện tại của Toyota. Đó là chiếc xe Toyota Cross. Chắc anh chị và các bạn cũng ít nhiều gì cũng nghe thông tin về chiếc xe Toyota Cross, là một trong những chiếc xe SUV 5 chỗ khá là nổi tiếng của Toyota. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu về một số những cái tính năng cũng như là ngoại thất, nội thất, kiểu dáng cho các chị và các bạn xem. Và bên Huy thì có trao đổi tất cả những dòng xe qua sử dụng. Anh chị nào có xe qua sử dụng muốn trao đổi với sản phẩm Cross, sản phẩm xe mới tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để mình trao đổi nha các anh chị. Sơ bộ cho anh chị nắm về số thông tin như vậy, Huy mời các anh chị cùng Huy đi xem chi tiết về sản phẩm ạ. Đây các anh chị, kiểu dáng của Toyota Cross được rất là nhiều khách hàng yêu thích vì cái kiểu dáng rất trẻ trung và nhìn có một cái gì đó rất là mạnh mẽ các anh chị. Với thiết kế ga lăng ở phía trước, với những cái lỗ để tăng cái tiết diện làm cái lưu lượng gió vào qua lưới ga lăng để làm mát cái dàn nóng bên trong. Đó, thiết kế rất là đẹp với những chi tiết mà chrome, anh chị thấy không, sáng bóng. Ở trên capo thì anh chị thấy được là những cái đường giặt nổi, nó tạo nên cho cái phần đầu xe một cảm giác rất là cứng cáp luôn. Có cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đó, những cái nẹp mà chrome. Đèn là sử dụng, đèn cản là sử dụng công nghệ đèn LED cho các chị. Với một cái thiết kế trẻ trung, năng động và không kém phần sang trọng, thì Toyota Cross được nhiều, rất là nhiều khách hàng đón nhận. Đèn thì xe này sử dụng đèn LED nha các chị. Đèn LED với đèn chiếu gần và chiếu xa thì sử dụng đèn LED, và đèn chiếu sáng ban ngày thì cũng sử dụng đèn LED luôn các chị. Và đèn này thì có chế độ tự động bật tắt khi vào trời tối, cũng như là chế độ điều chỉnh góc chiếu của đèn các chị. Cùng với đó là nhắc nhở vấn đề mà quên tắt đèn, hoặc là có chế độ chờ dẫn đường luôn. Kiểu dáng bên hông anh chị xem qua ha. Thiết kế của Toyota Cross thực sự khiến mọi người nhìn ngó vẻ rất là trẻ trung và khá phần là cứng cáp. Một chiếc xe SUV 5 chỗ được sự đón nhận rất là nhiều của khách hàng. Anh chị thấy ha, nó có cái viền ở phần về kết nối với cản, nó tạo nên cho cái phần hông xe một cái gì đó rất là cứng cáp, kết nối với cái ốp nhựa phía dưới nữa nha, với những cái đường găng, những cái đường găng ở trên về rồi cửa, những cái đường găng này vừa giúp cho xe tạo nên độ cứng cáp, và thứ hai là cái khí động học các anh chị. Anh chị cũng nghe về khí động học rồi đúng không, nó sẽ giảm cái sự cản của gió. Còn mâm thì đối với cái bản V này thì sử dụng mâm 18 in, và các anh chị thấy không, thiết kế của cái mâm này nhìn rất là đẹp mắt. Vỏ này là sử dụng vỏ Michelin các anh chị nha. Thông số vỏ thì đây các anh chị, thông số vỏ thì đối với cái Toyota Cross là 225/50R18, bản V và bản Hybrid. Và về hệ thống treo của Toyota Cross này thì hệ thống treo trước thì sử dụng hệ thống MacPherson rồi. Đó, các anh chị chắc cũng biết về hệ thống này. Rồi, về sản phẩm này thì có trang bị camera 360 độ. Ở phía trước một cái con mắt camera, và hai bên gương chiếu hậu đều có con mắt camera 360 độ. Mình có thể quan sát được cái vị trí xe đậu và tất cả chướng ngại vật ở xung quanh. Và gương chiếu hậu thì có tích hợp là đèn báo rẽ và gương chỉnh điện gập điện, gập điện tự động nha các anh chị nha. Rồi xe ở trên này anh chị thấy không, nó có cái cảnh báo, xe này cảnh báo
có phương tiện kiểm soát điểm mù đó các chị. Có phương tiện ở vị trí điểm mù. Đó, ở trên gương thì nó có thể hiện như vậy. Đó, kiểu dáng rất là đẹp. Thì quy quay sơ cho anh chị nắm về sản phẩm Toyota Cross để mình hình dung. Còn về khoảng sáng gầm xe của Toyota Cross này thì nó cao là 161. À, 161. À, khá là cao nha chị, một chiếc SUV tầm cao. À, anh chị xem kiểu dáng ha. Huy thì chủ yếu là quay xe cũ thì nhiều, nhưng hôm nay Huy sẽ quay xe mới cho anh chị và giới thiệu cho anh chị xem về kiểu dáng cũng như là về cái một số những cái tính năng có trên sản phẩm mới này, để Huy mong là được sự đón nhận từ phía các anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu đổi xe cũ mà lấy xe mới thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn cho anh chị ha về sản phẩm. Đèn của xe được thiết kế, anh chị thấy không? Nhìn nó có một cái gì đó, nó hài hòa vị trí đèn với những chi tiết mà chrome ở phần cốp. Cảm biến gieo phía sau này các chị. Và xe này thì có cảm biến lùi. Cảm biến lùi này thì nó giúp cho phát thể hiện ra cái chướng ngại vật khi mà mình gieo. Nó sẽ cảnh báo cho mình chướng ngại vật. Tại khoảng 1.8V nha các chị. Màu này là màu trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai. Và đối với hệ thống đèn thì xe này là sử dụng đèn LED cho đèn thắng. Và cái đèn LED này các anh chị thì nó có một cái tính năng nữa là khi mà anh chị phanh gấp thì nó sẽ nhấp nháy để nó báo cho phương tiện ở phía sau biết là hiện tại xe đang phanh khẩn cấp. Thiết kế thì rất là đẹp rồi. Thì Huy sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất quan trọng, kiểu dáng đẹp và nội thất bên trong của sản phẩm này như thế nào. Thì Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm nha. Đây anh chị, đây là cái khoang hành lý. Khoang hành lý rất là rộng rãi nha anh chị. Đối với cái khoang hành lý này chúng ta có thể đựng được hai túi gôn luôn. Hoặc là chúng ta có thể để được tới 4 cái vali cỡ lớn nha các anh chị. Đó. Còn ở phía dưới này, phía dưới này là bánh xe cua và đồ nghề. Bánh xe cua này thì mình sử dụng là mâm sắt và là 17 inch nha các anh chị, chứ không phải là 18 inch. Đó. Rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn anh chị xem. Đó, mình xem. Và cái độ cao của trần giúp cho không gian ở bên trong thoải mái, dễ chịu. Mình sẽ đi vào khoang hành khách bên trong để mình cảm nhận về sản phẩm này nha các anh chị. Đó, đây là chi tiết bằng da. Đây bằng da luôn anh chị. Có những vị trí nút điều chỉnh kính, rồi vị trí để ly nước. Đây, vị trí loa nha các anh chị. Xe này được trang bị tới 6 loa. Âm thanh nghe rất là đã tai luôn. Thì đây là phần nội thất. Nội thất thì đối với sản phẩm 1.8V này thì mình sẽ có hai màu là màu đỏ và màu đen. Nội thất màu đỏ và màu đen thì cho anh chị lựa chọn. Với những cái chi tiết thuộc lỗ như thế này thì anh chị sẽ cảm thấy rất là dễ chịu khi mà mình ngồi lên xe. Huy ngồi lên xe và Huy cho anh chị xem đây vị trí mà Huy ngồi thì còn rất là rộng, rất là rộng. Cái dãy cái ghế sau này dường như là gần như là đẩy về sau hết rồi, nhưng mà Huy cho anh chị xem vẫn còn dư tới 20 cm. Với 1m7 như Huy thì Toyota Cross này Huy cảm nhận cái độ rộng rãi của nó khá là ổn và độ cao ngồi không có bị đụng đầu đâu các chị, sẽ rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt Huy cho anh chị xem đối với phiên bản này thì chúng ta có cái bệ tựa tay và có thể để ly mình sử dụng. Ghế bằng da ngồi rất là êm luôn. Rồi sơ bộ cho anh chị nắm và xe này thì có một điểm mà Huy rất là thích, đây là cái cửa gió điều hòa phía sau. Mình có thể điều chỉnh được cái hướng gió anh chị. Đó, cũng như là
cái vị trí mở và đóng của gió để điều chỉnh được cái độ gió ra phía sau, cho nên là những người ngồi sau sẽ cảm thấy thoải mái và hệ thống điều hòa của sản phẩm này làm lạnh rất là nhanh, lạnh nhanh và lạnh cực kỳ là sâu rồi anh chị. Rồi tiếp theo thì chúng ta quan sát ở phía trước thì đầu tiên là về cửa bên tay đó, những chi tiết những cái viền màu đen chỉ đỏ phối rất là đẹp. Và về một điểm là ở chỗ phần vô lăng thì đây anh chị, vô lăng thì đối với sản phẩm này thì bọc da với những cái nút bấm, rất là nhiều nút bấm anh chị. Xe này thì có đầm khỏi đánh tay này, điều khiển giọng nói này, rồi có chế độ cruise control đó, rồi có cái cảnh báo chệch làn đường đó, và cảnh báo tiền va chạm luôn anh chị. Đó, anh chị xem qua ha, đây tiền va chạm chệch làn đường và cruise control là mình chạy ở những cái cao tốc đó, thì anh chị có thể là mình để cái chế độ chạy tự động, mình không cần phải đập ga gì cả, rất là tiện lợi. Và xe này thì có tính năng khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, và chìa khóa thì sử dụng chìa khóa smart key, có thể là điều khiển từ xa, đóng mở cửa rất là tiện luôn nha anh chị nha. Rồi tiếp theo thì Huy giới thiệu sản phẩm này có cửa sổ trời luôn các anh chị, cửa sổ trời luôn. Và thực sự là đối với Toyota thì chỉ có Camry 2.5W đời mới nhất thì mới có cửa sổ trời thôi. Còn lại thì tất cả những cái sản phẩm chỉ có Toyota Cross là một sản phẩm SUV 5 chỗ mà thứ hai mà có cửa sổ trời. Rồi tiếp theo thì đối với cái phần táp lô anh chị thấy không? Màu đỏ thì có một cảm giác gì đó rất là thể thao, mạnh mẽ. Thì đây, táp lô cũng được thiết kế cho nó hài hòa so với cái bộ ghế màu đỏ này. Rồi về gương, gương thì gương chống chói tự động, đây các anh chị, chống chói tự động, khi mà có đèn ở phía sau chiếu tới thì nó không có bị chói mắt người nhìn, rất là tiện. Và đèn thì như Huy trao đổi là có chế độ tự động bật tắt khi mà vào trời tối. Rồi gặp mưa thì cũng sử dụng gặp mưa tự động luôn các anh chị nhé, có cảm biến nước mưa. Rồi màn hình DVD thì sử dụng màn hình tới 9 inch 6 loa 9 inch luôn nha các chị. Và cái màn hình này thì có thể kết nối như một cái điện thoại thông minh các chị, có thể rất là nhiều những cái tính năng, rất là nhiều những cái tính năng thì Huy sẽ giới thiệu sơ một số những cái tính năng ở trên cái đầu DVD này cho các chị và các bạn mình tham khảo nha. Thì có thể là có kết nối USB này, Bluetooth này, WiFi này, rồi kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto, chắc anh chị cũng biết được về cái kết nối này rồi. Và hệ thống điều khiển giọng nói cũng như là hệ thống đọc thoại đánh tay thì Huy có trao đổi sơ cho chị nắm. Còn hộp số này thì xe này trang bị hộp số vô cấp nha anh chị nha, hộp số vô cấp chuyển số êm dịu và giúp tiết kiệm nhiên liệu khá là nhiều. Còn về hệ thống điều hòa thì xe này sử dụng hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở bên tài và bên phụ nha anh chị. Thì đó là một số những cái tính năng mà Huy muốn giới thiệu cho các anh chị mình nắm. Thì đối với Toyota Cross này, đây là một cái bản mà được khách hàng ưa chuộng khá là nhiều. Về cái sản phẩm này ngoài ra thì những cái hệ thống an toàn anh chị thì có là hệ thống cảnh báo áp suất lốp này, rồi hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống chống bó cứng phanh, cũng như là hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo cũng như là khởi hành gân dốc. Đó, cũng rất là nhiều những cái tính năng an toàn ở trên cái Toyota Cross này. Cho nên là vì sao mà Toyota Cross hiện tại thì anh chị mua thì lúc trước là anh chị phải mua thêm phụ kiện, nhưng mà giờ này thì sản phẩm cũng được ra mắt lâu, và thứ hai nữa là hiện tại thì số lượng của sản phẩm thì cũng sản xuất ra cũng khá là tốt rồi.
quy nổ máy cho anh chị xem về sản phẩm này. Với dung tích động cơ là 1.8 lít nha các anh chị. Đó, quy nổ máy mạnh auto tự động nha các anh chị. Rồi, đây thiết kế táp lô anh chị xem qua ha. Màn hình táp lô thiết kế nó rất hài hòa. Đây là loại đồng hồ, là cái loại này là cái loại Actitron nha các anh chị. Đó, nó có đèn báo chế độ eco nè, rồi đèn có màn hình hiển thị đo thông tin thì nó là 7 inch luôn. Đây, màn hình này anh chị. Đó, cái màn hình này nó thể hiện cái thông số của xe lên. Sơ bộ cho anh chị nắm. Vô lăng này là bọc da ba chấu chi tiết mà bạc khá là đẹp. Để huy coi thử còn những cái điểm gì cần trao đổi với anh chị về sản phẩm hay không. Với một điểm nữa là xe này được trang bị tới 7 túi khí nha các anh chị. 7 túi khí. Cực kỳ an toàn cho các anh chị luôn, gia đình sử dụng rất là tiện lợi. Thì sơ bộ cho anh chị nắm về chiếc xe Toyota Cross phiên bản V này. Thì Huy sẽ quay sơ bộ phần động cơ cho anh chị nắm luôn nha. Đây các anh chị, Huy mời các anh chị cùng với Huy xem qua về thiết kế của động cơ Toyota Cross. Đây là phiên bản 1.8 nha các anh chị, động cơ 1.8. Thì đối với động cơ này thì cho công suất cực đại là 138 mã lực. Với mô men xoắn cực đại là 172 newton mét trên vòng. Về cái độ tiết kiệm nhiên liệu các anh chị, thì cái độ mà tiêu hao nhiên liệu thì đối với bản này thì với cái thông số của nhà sản xuất, nếu như mà anh chị chạy ngoài đường trường á thì chỉ có 10.3 lít, còn nếu như mà ở trong đô thị các anh chị là 10.3 lít, còn mà ở ngoài đô thị á, là 6.1 lít và kết hợp á, là 7.6 lít, rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các anh chị. Rất là tiết kiệm với một phiên bản 1.8, nếu như anh chị chạy đường ngoài đô thị chỉ có 6.1 lít thôi anh chị, khá là tiết kiệm. Xe này thì với cái công nghệ nha anh chị, công nghệ trang bị trên sản phẩm này thì sử dụng công nghệ là VVTi. Đó, công nghệ VVTi, mà cái này là Dual VVTi, tức là hệ thống phối khí anh chị, nó sẽ bố trí trên hai cam nạp và cam xả để nó tối ưu cái lượng khí nạp vào và tối ưu cái lượng khí xả ra, để nó tăng công suất của động cơ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó là cái hệ thống axit cho các chị. Đây là hệ thống axit. Hệ thống này là nó thay đổi cái chiều dài đường ống dùng, hiệu dụng đường ống nạp, để nó giúp cho cái quá trình tăng công suất cũng như tiết kiệm nhiên liệu được tối ưu hơn. Sơ bộ cho anh chị nắm về phần động cơ và phần ngoại thất, nội thất của sản phẩm. Anh chị nào mà đang có nhu cầu mua cho mình một sản phẩm xe mới Toyota Cross, hoặc là bất kỳ cái sản phẩm nào của Toyota, thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Và Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy có thu mua tất cả những cái dòng xe qua sử dụng, và đổi xe. Cho nên anh chị nào có xe cũ mà mình muốn lên đời, muốn đổi, thì anh chị liên hệ để Huy hỗ trợ cho anh chị một cái giá tốt nhất. Bản Cross này là một trong những cái sản phẩm mà rất là nhiều khách hàng đánh giá khá là tốt, vì cái độ êm dịu của xe khi mà di chuyển trên những cung đường sốc dần, hoặc là chạy cao tốc rồi thì độ ổn định nó rất là tốt. Cùng với đó là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, anh chị cũng biết rồi, chỉ cái có khoảng độ 6.1 lít khi chị chạy ở đường trường. Thì thực sự là Toyota Cross là một trong những cái sản phẩm 1.8 mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu như vậy. Thì sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm Toyota Cross này. Thì đây là lần đầu tiên Huy quay một chiếc xe mới, thì mong được sự đón nhận của các anh chị về sản phẩm. Thì sản phẩm này hiện tại giá niêm yết của sản phẩm là 820 triệu và Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đang hỗ trợ khách hàng giá ưu đãi khuyến mãi khá tốt. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ
bố Huy để Huy có thể cung cấp cho anh chị nhiều thông tin hơn. Và đặc biệt là những anh chị nào mà đang có nhu cầu đổi xe nha thì sẽ được hỗ trợ giá tốt hơn nữa. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.